Người khác lên YouTube để xem phim, nghe nhạc. Còn kết quả khi một thanh niên 25 tuổi ở xã Thế Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long lên YouTube là mang về khẩu súng này. Ngày 8 tháng 5 năm 2021, tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thanh niên này về hành vi sử dụng vũ khí mà không có giấy phép sử dụng. Trước đó, ngày 5 tháng 5, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã phối hợp với Công an xã Thới Hòa bắt quả tang thanh niên đang nhận khẩu súng hơi bắn đạn trì đem về sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ khẩu súng và mời thanh niên về cơ quan làm việc. Qua làm việc, thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận cây súng hơi này được đặt mua thông qua kênh YouTube với giá tiền là 7,6 triệu đồng, mục đích sử dụng để bắn chim cò. Sau khi củng cố hồ sơ, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã ra quyết định tịch thu khẩu súng trên và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng.